Hôm nay Thư Đình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn về câu lạc bộ bóng đá Nam Việt. Bản thân cũng là trong ngành học về bên thể dục thể thao. Dạ. Cho nên là cũng gắn bó với cái môn này. Mình tập bóng đá từ bé rồi. Chuyên nghiệp từ bé rồi. Trời ơi, chuyên nghiệp từ bé, con nhà nòi với mọi người. Cho nên là mình duy trì cái cường độ đó với trung tâm mình suốt từ đó đến giờ. It's okay, sức khỏe khang cường, tuổi vàng rực rỡ.